Colos DHA cộng thông minh sáng trí đề kháng khỏe. Câu khó câu dễ gì con chắc hết. Trời ơi. Trong câu trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ chấm 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 và biết cái gì nữa mới là ngoan? A biết đi học, B biết học tập, C biết học hành. Suy nghĩ kỹ. Con nghĩ là biết học hành. Tại sao? Tại vì học hành mới là giỏi. Mình học hành rồi mình có kiến thức. Chính xác. Chín ơi, chỉ có một câu nữa thôi. Sởn da gà luôn. Cảm xúc của con như thế nào? Dạ, giờ là muốn lên cho số 10 ngay bây giờ và muốn cô Hoàng Minh Di đọc lẹ lên. Bộ phận nào trên cơ thể của con sẽ đáp xuống đất đầu tiên? Con suy nghĩ. Dạ là chân ạ. Cái gì trên bàn chân này? Con nhìn kỹ thật kỹ vào. Dạ, rồi từ một chân ạ. Ồ, cái này... Chính xác rồi. Chính xác, mới đầu. Trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp Nhí 2022 và tôi, MC của chương trình, Hòa Minh Di. Thưa quý vị, chương trình Nhanh Như Chớp Nhí do VChannel và Vion thuộc tổ hợp đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2, VChannel, V Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Mọi người hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể xem Nhanh Như Chớp Nhí 2022. Và đừng quên phiêu cùng VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng và ứng dụng sắp ra mắt VG, đối tác truyền thông chính thức để có thể trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính Colos Terra Cộng, thông minh, sáng trí, đề kháng khỏe đã đồng hành với chương trình năm nay. Ngày hôm nay thì cô Hòa sẽ tiếp tục mang đến cho các con một chủ đề hết sức là thú vị. Đó chính là phong cách âm nhạc. Và để đồng hành với cô Hòa ngày hôm nay sẽ có hai vị đội trưởng. Và đến bây giờ thì cô Hòa cũng không biết hai đội trưởng đó là ai. Các con hãy cùng chào đón hai vị đội trưởng ngày hôm nay nha. Xin mời! Hai vị đội trưởng này lạ quá. Tôi không hề biết hai vị đội trưởng này là ai. Làm sao mà biết được? Đầu tiên tôi sẽ đoán người này đi. Cho tôi hỏi phong cách âm nhạc thường ngày của bạn là gì? Phong cách âm nhạc thường ngày của em là bolero. Bạn hãy hát ngay một ca khúc bolero cho tôi. Duyên phận. Duyên phận hát. Hơi sao rồi. Phong cách bolero thì ca khúc Duyên phận không ai không biết. Em mới dấn thân vào sự nghiệp bolero thôi. Vậy tôi sẽ mớm cho bạn một vài câu nha. Rồi. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai. Wow, các bạn khán giả, tại sao lại vỗ tay với một cái giọng hát như thế này ạ? Bạn cũng vừa chia sẻ rằng là bạn mới dấn thân vào con đường bolero. Và tôi có một lời khuyên là bạn hãy chấm dứt ngay cái hành động này. Kết thúc lẹ hôm nay. Tôi nhìn bạn rất là quen. Tôi nghi là một người em của tôi. Bắc Kim Thang là Bắc Kim Thang là Bắc Kim Thang là Bắc Kim Thang.
Câu hỏi này chắc không phải đâu. Không phải, em có gì không? Bắc Kim Thang là Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang, ô Bắc Kim... Không phải, không phải. Rồi nhanh lên nào để tôi còn đoán ra tên nào. Bắc Kim Thang, ô Bắc Kim Thang. Câu hát cũ nhưng khi nghe lại thì như một thắt tim gan. Đóng mất cửa và tắt hết đèn để nghe chuyện kể dân gian. Bò vào lo một cây bị kẹo xong rồi mình thắp cây nhang. Vì âm binh xoay cho về vào tháng 7. Nước thịt nhau vui. Yeah. Hướng à, tôi sẽ phải công bố ngay danh tính của người này. À nhưng mà khoan, chúng tôi còn một đội trưởng nữa. Xin chào bạn. Xin chào chị. Bạn hãy hát một ca khúc cho tôi thưởng thức ngay bây giờ. Em giọng ha. Hai và người nói yêu em đi. Wow. Người nói thương em đi. Wow. Để cho con tim này được ngắm trong áo cưới. Khán giả vẫn vỗ tay thì tôi nghĩ là khán giả hôm nay quá dễ dãi rồi. Trung Quân cảm ơn tất cả mọi người. Trung Quân là một người anh rất thân thiết với tôi và tôi cam đoan 100% đây không phải là Trung Quân Idol. Vậy thì đây là ai? Tôi sẽ tiếp tục đoán là một người anh của tôi và đây là người mới thực sự với dòng nhạc Bolero. Thưa mọi người, anh Quang Lê. Ủa, sao khóc vậy? Nghe Quang Lê em buồn quá. Em là Trung Quân mà. Bây giờ tôi yêu cầu bạn sẽ phải hát một ca khúc. Vẫn là Duyên Phận đi ạ. Phận là xuống xích. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Wow. Nhìn về tương lai mà thấy như sâm sâm rơi dài. Wow. Sau khi bạn hát xong thì tôi vẫn có thêm một lời khuyên y chang với bạn bên này, đó chính là không ai được tham gia vào dòng nhạc này trong tương lai nếu có ý định ha. Bây giờ để hồi hộp hơn, hai đội trưởng hãy quay mặt lại đi ạ. Khán giả ơi, mở ra, mở ra, mở ra. Xin chào tất cả các bạn khán giả, mình là Ricky Ta. Yeah. Và xin chào tất cả mọi người, mình là You the Big Boy, the Beauty Baby. Let's yeah. Get it. Boy, let's get it. Ngày hôm nay với chủ đề là những phong cách âm nhạc thì chúng ta đã có hai đội trưởng, đó chính là hai rapper vô cùng nổi tiếng và đình đám. Mà không biết là hai đội trưởng ngày hôm nay thì sẽ mang tới những thí sinh như thế nào với những phong cách âm nhạc ra sao. Ngay bây giờ hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các con nha mọi người ơi. Xin mời các con. Đến từ đâu đó? Mình đến từ Trung Quốc. Wow, là bạn đi đường nào tới Việt Nam? Mình đi bộ hay đi xe máy? Thì đi bộ. Mình chạy bộ từ nước ngoài về đây luôn để tham gia Nhanh Như Chớp nhỉ? Quá là ghê rồi. Mà mình mang cái này từ nước ngoài về luôn hả? Dạ không, ở đây có sẵn. À, ở đây có sẵn cho mình luôn. Rồi, bây giờ bạn Cấu Trúc ơi, mình bỏ mặt nạ ra rồi, mình sẽ chào mọi người nha. Ai đây? Trời ơi, một tràng vỗ tay cho Huyền My của cô à. Ủa, Huyền My quay lại rồi hả con? Cô cho nói một câu này nè. Ủa, sao vậy Huyền My? Lúc cô đưa con đến số 10 rồi á, cô thả con nhẹ nhẹ được không? Trời ơi, là con chắc chắn sẽ lên số 10 nha chú Huy ơi. Mày ơi, con gái. Vì hôm trước mình chưa có trả lời được 10 câu nên mình muốn quay lại đây. Dạ, tại vì chưa được trả lời 10 câu. À.
Vậy thì hôm nay là bao nhiêu phần trăm quyết tâm là mình được 10 câu nè? Dạ 10%. 10%. 10% luôn. Huyền My hãy giới thiệu lại tên tuổi của mình cho các cô chú và các bạn đang xem nha. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Huyền My, năm nay con 6 tuổi. Con học lớp 1-2. Dạ. Hồi nãy bé kêu là bé tự tin 10%. Vào trong đây 10 câu tự tin 10% là lên tới được số 1 á chị. Vậy hả? Con phải kêu lại là con phải tự tin 100%. Bạn mới học đến số 10 sao em? Từ 1 đến 10 là mỗi phần trăm là 1 bậc đó em. Huyền My ơi, câu Hà tin ngày hôm nay với một cái phong thái vô cùng tự tin của con thì Huyền My sẽ làm thật tốt nhá. Cô Hà ôm con một cái để chúc mừng con quay trở lại nào. Yeah. Bây giờ thì chúng ta hãy chào đón thí sinh Huyền My nha. Xin mời con. Cảm ơn bạn cá heo nha. Huyền My ơi, nhớ nhìn chú nha. Nhìn chú làm gì nhỉ? Chú sẽ truyền năng lượng để con đi lên được số 10. Chứ không phải là chú nhắc bài vì chú nghe được rồi hả? Không có đâu, chú không có chơi như vậy bao giờ cả. Huyền My, lần này là chắc chắn là sẽ được 10 câu nha. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của Huyền My trong Nhanh Như Chớp nhí. Hai phút bắt đầu. Súp cua thì sẽ dùng cua để nấu, súp tôm thì sẽ dùng tôm để nấu. Vậy thì còn súp lơ thì con sẽ dùng gì để nấu? Thì không có dùng gì để nấu hết. Chính xác. Ok, cô Hà đọc tiếp này. Anh hai cắm nồi cơm đã được 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà vì sao cả nhà vẫn chưa có cơm ăn? Là do là chưa bỏ gạo. Chính xác. Tiếp nha. Bánh mì xíu mại, bánh mì khuyến mãi thì cụm từ nào là tên của một loại bánh mì? Bánh mì khuyến mãi. Chưa chính xác. Bánh mì mà khuyến mãi á thì nó chỉ đơn giản là họ đang có một cái chương trình để bán bánh mì thôi. Còn bánh mì xíu mại mới là tên của một loại bánh mì con nhá. Ok, cái câu hỏi đọc tiếp này. Tuyết rơi mùa hè là bài hát nổi tiếng tại Việt Nam. Vậy tại thành phố Hồ Chí Minh tuyết rơi vào mùa nào? Thì ở thành phố Hồ Chí Minh là gần đường Xích Đào. Nước nào mà quá gần đường Xích Đào là không có tuyết. Vậy đáp án của con là? Đáp án của con là ở thành phố Hồ Chí Minh không có tuyết. Chính xác. Yeah. Quá đầy đủ luôn. Câu số 5. Kinh đô ánh sáng là tên gọi của Paris, Bali hay là Ba Lan? Paris. Paris, chính xác. Hay ta. Hay da, cô gái của tôi giỏi quá đi. Cho cô Hòa hỏi là Paris là thành phố của nước nào? Paris là thành phố của nước Pháp. Wow. Minh Quân ơi, vừa nãy mình chưa trả lời chính xác câu này đúng không? Bây giờ bạn đã đưa ra thông tin cho Minh Quân rồi nhá. Dạ, cảm ơn bạn. Gọi là kênh đưa sáng vì nó giàu sang. Cô thấy Huyền My quá giỏi luôn. Thì cô Hòa hỏi tiếp không tính thời gian này. Paris là của nước Pháp. Vậy thì Ba Lan có phải là thành phố không? Dạ không, Ba Lan là tên của một đất nước. Chính xác. Trời, My hiểu bản đồ thế giới đó. Cô Hòa đọc tiếp này. Play là chơi, player là người chơi. Vậy cook là nấu ăn thì cooker có nghĩa là gì? Là cái bếp hoặc là cái lò để nấu. Chính xác. Yeah. Rồi, hãy kể tên lần lượt hai loài động vật chiếm ưu thế trong kỷ phấn trắng và kỷ băng hà. Không được rồi. Khủng long đầu tiên là của kỷ chu ra, sau đó là của kỷ phấn trắng. À, vậy còn kỷ băng hà thì sao? Kỷ băng hà thì là băng mai mút. Chính xác. Oh. Đợt trước khi mà Huyền My tham gia chú là Huyền My rất rụt rè. Mà hôm nay thấy người ta giỏi chưa? Một tràng pháo tay cho Huyền My mọi người. Lên lên con ơi. Cười một nụ cười thật tươi cho cô Hà xem nào. Áp lực. Cô Hà đọc tiếp nha. Cá mập lớn nhất thời cổ đại là loại cá hung dữ nhất. Vậy khủng long mà lớn nhất thời cổ đại á thì nó có phải là loài khủng long hung dữ nhất hay không? Dạ không, đó là loài khủng long ăn cỏ như là khủng long cổ dài. Chính xác. Wow.
Huyền My ơi, vừa nãy Minh Quân đã trả lời câu hỏi này cũng rất là xuất sắc. Vậy bây giờ cô Hòa hỏi thêm Huyền My, cái loại mà nó cổ dài như này này mà nó ăn cỏ thì nó tên là gì? Brachiosaurus. Trời ơi. Wow. Khủng long dưới nước có không ta? Khủng long dưới nước thì nó như vua của biển cả là Mosasaurus. Trời ơi. Còn gì để nói? Chúng ta đã được thực sự là biết thêm rất là nhiều sau phần trả lời của Huyền My và Minh Quân. Đây Lâm có thêm một con nữa nè. Lâm cho cô một câu trả lời đi. Cô ơi, có con to lắm mà nó còn hung dữ nữa. Nó còn ăn cả khủng long bảo chúa nữa cơ. Là con gì hả con? Quetzalcoatlus, con nó to lắm. Trời ơi, thấy chưa? Vỗ tay. Hôm nay các thí sinh là gọi là ngang tài ngang sức nha. Cô ơi, con cũng biết một con nữa. Con biết con gì? Nó là con khủng long ở đằng sau, nó có mấy bông hoa, nó là Bulbasaur. Bulbasaur là cho Pokemon mà. Chú ơi, những kiến thức này của các cháu hiện giờ nó đang rất là thượng thừa. Kiến thức của mình là đang ở mức thừa thôi chứ thượng thì chưa. Rồi bây giờ cô Hòa sẽ đọc tiếp câu của Huyền My nha. Người ta hay ví rừng là lá gan, lá phổi hay lá lách của trái đất? Lá phổi của trái đất. Chính xác. Thôi cô ơi, giờ ủng hộ thôi. Quá tuyệt vời. Câu hỏi này là một câu hỏi hơi phức tạp hơn một chút. Ánh sáng của những cái ngôi sao thực chất nó không lấp lánh. Nhưng mà tại sao người ta vẫn hay nói với nhau là lấp lánh như những vì sao nhỉ? Do ánh sáng nó chiếu xuống là nó đi xuyên qua tầng không khí. Nó làm cho cái ánh sáng của ngôi sao lúc đi xuống á, là mình thấy là ngôi sao nó lấp lánh. Tức là khi mà cái ánh sáng của ngôi sao đấy nó chuyển động thì nó sẽ bị lung lay như này. Và nó tạo ra chúng ta cảm giác là ngôi sao lấp lánh đúng không? Wow. Trời ơi. Chính xác. Lên. Câu số 7 rồi đó. Câu số 7 rồi đó. Câu 3 câu nữa là lắm rồi. Thật không thể tin vào mắt mình ngày hôm nay. Huyền My ơi, quá xuất sắc nha. Cô Hòa chúc mừng con, bây giờ đã là câu số 7 rồi. Huyền My cố lên nha. Cô Hòa đọc tiếp nhé. Mọi người thường gọi cô Nguyễn Thị Hòa với cái tên là Hòa Minzy. Vậy trong giấy khai sinh thì người ta sẽ ghi tên cô là gì? Tên là Nguyễn Thị Hòa. Chính xác. Có lại. Vậy thì còn Hòa Minzy thì là gì của cô Hòa? Dạ là cái biệt danh. Chính xác rồi. Ôi ơi, hai câu nữa là số 1. Ok, bây giờ là một câu hỏi đố mẹo này. Đố mẹo khó lắm á. Doraemon và vịt chơi oẳn tù xì. Thì Doraemon buồn bã vì luôn luôn thua cuộc. Hỏi vì sao? Để vậy tại vì chú vịt ra cái bao, còn Doraemon cái tay chấm rỗng không có ngón tay nào hết. Ra cái búa là chú vịt thắng nên Doraemon thua. Chính xác. Câu rồi, câu rồi. Rồi, con chết hả? Câu số 9 rồi, chỉ có một câu nữa thôi. Sởn da gà luôn. Cảm xúc của con như thế nào? Dạ, giờ là ấm lên cho số 10 ngay bây giờ. Và muốn cô Hoàng Minh Di đọc lẹ lên. Huyền My ơi, sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mọi người cái cổ vũ cho Huyền My đi nào. Cô Hòa sẽ đọc nha. Huyền My ơi, chú ý này. 5 chia cho 5 thì bằng 1. Nếu bạn Tí có 5 viên kẹo và chia đều cho 5 người bạn thì hỏi bạn Tí còn mấy viên kẹo? Dạ, còn 0 viên kẹo. Tại vì đã có 5 viên kẹo mà cho mỗi bạn 5 viên kẹo á thì mình không còn cái nào hết. Vì sao? Vì là con số tổng cho với con số mình có là bằng nhau. Và đáp án của con chính xác. Đúng rồi. Trời ơi. Oh yeah. À. Giỏi quá bạn ơi. Yeah, chạy. Chúc mừng chú Huyền My đã trả lời chính xác được 10 câu. Collagen tăng cân nhanh, miễn dịch khỏe.
đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên Vion. Season thứ ba hơi kém và hơi xét hơi ép rồi. Watermelon. Ủa alo to. Sao vậy nè? Dương Ngọc Trâm Anh, Quang Mai Mo. Trâm Anh ơi, con dễ thương mà con ngoan ngoãn quá đi. Con có thể giới thiệu một lần nữa cho quý vị khán giả được không? Hello everyone, my name is Trâm Anh. I learn in grade 1 from school Lạc Long Quân. I'm very happy to join in this show. Ngày hôm nay là con mặc bộ váy vàng xinh ơi là xinh như này, ai chuẩn bị cho con đây? My mom. Oh, your mom, oh my god. Your mom, what the job? Ủa gì vậy? À, ý là mẹ con làm nghề gì? Business. Kinh doanh, xem xem. Còn your father? My father like my mom. Like my mom là cũng là business luôn. Ok, trời ơi, vậy là hẳn nào một cái bộ váy đẹp như thế này cơ mà. Không biết là con có năng khiếu gì mang đến đây không? Sing a song by English. Thích quá rồi. Bây giờ con sẽ muốn hát bài gì? Mary had a little lamb. Ok, hai, ba. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere was Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere was Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rule. Wow, bravo! Chất lượng là câu cuối nha, clap, clap, clap. Wow. Rất là thái độ nha. Wow. Chứ phải hát bình thường. À, câu cuối nghĩa là? Không cần biết, chỉ còn cái thái độ, I can chill. Làm như mình biết quá giờ vậy? Con hát là câu cuối cho chú nghe con. Which was against the rules? Đó. Which was against the rules? Cảm ơn Trâm Anh rất là nhiều nha. Con rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy gần tới ngày kiểm tra thì con sẽ làm gì? Gần tới ngày kiểm tra thì mình sẽ luyện tập thật là tốt. Luyện tập cái gì nhỉ? Mình luyện tập bài tập. Chính xác. Yeah. Con đâu có dành chú Trinh Phạm đâu mà chú Trinh Phạm còn phải nhắc con. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Sao mà tôi chưa bao giờ thấy một đồ chơi mà mình quê như vậy. Hên quá tôi chưa nhắc. Nhắc tôi lên dĩa chung rồi. Ok. Mẹ là rất là nóng lòng rồi. Chúng ta phải đặt câu hỏi tiếp theo thôi. Nữ hoàng và hoa hậu, ai là người được đội vương miện? Cả hai. Chính xác. Lên. Hay dữ vậy trời. Con được điểm A môn vẽ nên cô giáo thưởng cho con một hộp sữa Colos DHA cộng. Vậy bạn B được điểm A môn toán thì cô giáo thưởng gì? Cũng thưởng y hệt luôn. Cũng thưởng y hệt luôn. À, thưởng cái gì cũng được. Trời ơi, nói gì nữa. Lên. Chính xác. Hay à. Thực ra khi mà con nói là cô cũng thưởng cái đó thì cũng đúng. Bởi vì là cô thích thưởng cái gì cô thưởng mà, đúng không con? Đúng rồi. À. Giọng rất là oanh vàng nha. Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ. Vậy ngày đầu tiên đi học con có nên nói chuyện với các bạn không? Dạ có, đó chỉ là các bạn thôi chứ có phải là người lạ đâu. Đó là người quen mà. Chính xác. Lên. Thực ra thì các bạn những cái ngày đầu tiên mình đi học thì họ cũng là người lạ với mình. Nhưng mà vì là các bạn ở trong lớp mà, đúng không? Đúng rồi, không có gì phải sợ. Đúng rồi, các bạn sẽ sớm trở thành những người bạn thân thiết của mình thôi ha. Con gái của tôi. Vậy lần đầu nói chuyện với bạn thì con sẽ kêu là bạn ơi hay là người lạ ơi? Bạn ơi. Chính xác. Lên. Sắp lên người câu rồi kìa. Đúng rồi. Bạn ơi cũng là một câu trả lời chính xác. Nhưng mà cái việc con muốn kêu bạn là gì thì đó là quyền của con. Có thể con sẽ kêu bạn bằng tên của bạn đúng không? Đúng rồi. Ok. Khi đi tắm thì con sẽ mặc quần hay mặc áo trước? Dạ không mặc cái gì hết. Đi tắm mình đâu có mặc áo được đâu. Mà sao anh nhắc chi vậy anh? Anh là nhắc. Trời ơi. Chính xác. Lên.
Bởi vì khi đi tắm thì chúng ta sẽ phải cởi đồ ra để tắm, chứ không mặc cái gì vào để tắm hết. Vậy để đố quà đi tắm gì thì mới mặc đồ? Tắm xong. Trời ơi, cô thông minh vậy. Hoặc là té xong. Hoặc là té xong. Người đó. Té xong hả? Ok, không ai mong té xong con ha. Rồi, bây giờ sẽ là câu số 9. Trời ơi. Hay quá. Con ơi, con không ai thèm nhắc bài con nữa đâu. Theo con, búp măng non sẽ mọc ở đâu trên cành tre? Búp lông non hả? Búp măng non. Măng á con. Cái gì ta? Cái gì? Dạ, chắc là nó không có mọc ở đó. Vậy là nó sẽ mọc ở đâu? Nó mọc dưới đất. Ai? Chính xác, lên. Câu cuối cùng. Hay quá. Cố lên, cố lên. Đúng là nó không mọc trên cành tre là đáp án đúng rồi. Nhưng mà nó mọc ở dưới gốc á. À. À, sau đó nó mới thành cây tre mà mọi quá người. Quá trời giỏi vậy bà ơi. Ngày xưa nhà em có dầm tre mà. Câu cuối cùng mọi người ơi. Trời ơi. Bà ơi, cho một câu nào dễ thôi. Câu khó, câu dễ gì con chắc hết. Trời ơi. Trời ơi. Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vậy trong câu trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, chấm 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 và biết cái gì nữa mới là ngoan? A. Biết đi học. B. Biết học tập. C. Biết học hành. Suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Con nghĩ là biết học hành. Tại sao, tại sao? Tại vì học hành mới là giỏi. Mình học hành rồi mình có kiến thức. Chính xác. Xin chúc mừng Trâm Anh. Trời ơi, quá trời bé rồi. Vui quá. Tuyệt vời các bạn. Bé này mình vui quá. Quá. Hay quá. Tuyệt vời con ơi. Nhanh như chớp nhí 2022, 20 giờ chủ nhật hàng tuần. Xem đồng thời và chọn bộ trên Vion. Chào con tên là gì? Con tên là Chu Quốc Anh, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. Ủa, gần nhà cô Hòa luôn. Mà xíu nữa muộn quá thì có khi mà cần nhờ là cô Hòa đưa Quốc Anh về luôn nha. Được không? À. Tại sao? Không tin. Không tin. Không thích. À, không có thích nha mọi người. Bé nó cá tính vậy. Hòa ơi. Hay à? Anh cũng quận 7 đây nè. Ủa? Mà anh nhìn mặt em anh còn không tin đúng không chứ bé? Tức quá. Tức quá. Đúng rồi. Rồi, con ơi, thế Tết vừa rồi này mình được nhiều lì xì không? Được nhiều, 5 triệu luôn. 5 triệu luôn. Trời ơi, hẳn nào người ta được 5 triệu người ta đâu có thích là tôi đưa về đâu. Cái tiền lì xì đó mình sẽ đưa cho mẹ hay là mình sẽ làm việc gì nhỉ? Con đưa cho mẹ đóng bảo hiểm. Trời ơi, là biết tính toán tương lai rồi. Tính toán và nha. Tiết kiệm cho tương lai đó nha. Mời đẹp. Mẹ con bán bảo hiểm hả? Dạ. Dạ. Đó này. Dạ là một đất. Hòa không biết. Phải khai thác sâu vào. Vậy cuối cùng là ngày hôm nay mục đích của chúng ta lên chương trình Nhanh Nhất Chim Nhí là để PR cái việc mẹ con bán bảo hiểm. Hay là con mong muốn được 10 điểm? Con mong muốn được 10 điểm. À, rồi. Thế bây giờ nhá, con gửi một lời chúc Tết đến cho tất cả mọi người được không? Rồi, mời con. Chúc tất cả mọi người ấm no vào năm mới, khỏe mạnh. Và chúc tất cả mọi người sống lâu nghìn tuổi. Lâu nghìn tuổi. Cảm ơn Quốc Anh rất là nhiều. Cái Quốc Anh ơi, bây giờ mình hít vào thở ra một cái rồi. Rồi, không được run nha. Yeah. Rồi, một tràng vỗ tay cho Quốc Anh. Và chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi trong Nhanh Như Chớp Nhí nha. Hai phút bắt đầu. Ông Táo là vị thần cai quản việc trồng táo hay là chủ đại lý thu mua táo? Không có cái nào hết. Vì ông đó là ông cai quản bếp mà. Ồ, chính xác. Yeah. Thế bây giờ đây là một câu đố mẹo cho Quốc Anh này. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 1 tỷ năm ánh sáng.
Vậy để về trời á thì ông táo phải đi mất mấy ngày? Dạ con không biết. Mà có thực sự có ông táo không hả? Con cứ suy nghĩ kỹ nào. Để về trời ông táo đi mất vài ngày. Chưa chính xác. Không có ước lượng được thời gian á. Bởi vì đây nó giống như một cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Vào mỗi ngày 23 tháng chạp, tức là 12 âm lịch hàng năm con nha. Bây giờ cô Hà sẽ đọc tiếp này. Bắp còn gọi là ngô. Vậy thịt bắp cũng được gọi là thịt ngô phải không con? Thịt bắp không phải là thịt ngô. Chính xác. Ôi chú ơi, chú có biết thịt bắp nằm chỗ nào không ạ? Nằm ở bắp đùi, bắp tay rồi đấy. Dạ đúng rồi, nhà bắp chân, bắp đùi đâu đó. Tiếp nè, mùa mưa, bốn cô gái mà lại chỉ có một chiếc dù. Chiếc dù quá nhỏ, không thể che hết cả bốn cô. Nhưng vì sao không một ai bị ướt? Tại vì mấy cô đâu có đứng ở ngoài trời mưa đâu. Đúng luôn. Chính xác, vì nó chỉ là mùa mưa thôi. Cái ngày hôm đó có thể là một ngày không mưa. Cũng có thể mấy cô đang đứng trong nhà. Tiếp nha, con thử nghĩ xem vào tháng nào con người sẽ ngủ ít nhất trong năm? Dạ tháng 12. Tại sao? Tại vì lúc đó là giao thừa mà nên 1 giờ người ta mới ngủ. Không, cái đó là ngày rồi. Nhưng mà bây giờ cô Hòa hỏi tháng nào trong năm cơ? À tháng 2 có 28 ngày, còn với tháng kia 30 ngày. Ok, chính xác. Bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan một chút toán học, con có giỏi toán không? Dạ hơi. Ok. Có 20 lon sữa DHA cộng được chia đều cho các nhóm trong lớp học và mỗi nhóm sẽ được chia 4 lon sữa. Vậy đố con nhé, có bao nhiêu nhóm trong lớp? Rồi cô Hòa đọc lại. 5. Ôi, chính xác luôn. Con chia như thế nào? Chờ tính 20 chia 4 bằng 5. 20 lon chia cho 4 lon sữa đúng không? Sẽ ra 5 nhóm đúng không con? Ok. Trong Nhanh Như Chớp Nhí, tại sao chú Phát La trả lời sai mà vẫn được lên một nấc nhỉ? Tại vì đó là đáp án sai. Ok, chính xác. Trời. Đúng rồi. Tiếp nha con. Dạ. Để nói đến điểm yếu của một người, người ta thường nói A. Gót chân asin. B. Gót chân asin. Và C. Gót chân Aladdin. À, gót chân asin. Ok, chính xác. Wow, thông tin này con học ở đâu đây? Con học trên mạng. À, vậy là Quốc Anh đã học được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích. Bây giờ cô Hà sẽ đố tiếp con một câu đố mẹo này. Vậy asin đã bị bắn vào gót chân và bại trận tại đâu? Không có đâu hết, tại vì đó là asin mà đâu phải asin đâu. Ok, chính xác. Còn anh, asin thì bị bắn tại sân chơi. Wow, trời ơi hay quá, không có nhân vật asin nha mọi người, chỉ có anh xìn chấn thương thôi ha. Rồi con cũng biết người đã bắn vào gót chân của asin á. Tên là gì? Là Paris. Ôi dồi ôi, quá giỏi rồi. Rồi cô Hòa hỏi tiếp này, trong một cuộc chạy bộ 20 người thì Tú xếp liền trước vận động viên chạy áp cuối, hỏi bạn Tú đang chạy ở vị trí thứ mấy? Có 20 người thì bạn Tú xếp liền trước vận động viên chạy áp cuối. 18. Con đã tính như thế nào? Con đã tính áp cuối là 19 rồi, xếp trước 19 là 18. Chính xác. Hay quá. Hai câu nữa rồi. Rồi, trong sân bóng đá quốc tế có bao nhiêu hình tròn? Có một hình tròn. Hình tròn ở vị trí nào? Hình tròn ở vị trí giữa. Chính xác. Bây giờ sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Cuối cùng rồi đó. Vậy giữa hình tròn đó có gì? Giữa hình tròn đó có một cái gạch. Một cái gạch nó sẽ như thế nào nhỉ? Đặt cái bóng ở giữa cái gạch đó để người ta đá. Chính xác. Nhìn con rất giống là chú Đoàn Văn Hậu nha. Dở quá nè, con có thích bóng đá không? Con học môn bóng đá thôi. À. Thưa quý vị, chương trình Nhanh Như Chớp Nhí do VTV Channel và Vion
thuộc tổ hợp Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2, V Channel, V Giải trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Mọi người hãy tải ngay ứng dụng giải trí Vion để có thể xem sớm nhất, nhanh như chớp nhí 2022, thưởng thức hàng ngàn bộ phim vô cùng hấp dẫn, 5 giải bóng đá lớn nhất hành tinh, 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Ngoài ra, hãy phiêu cùng VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng và ứng dụng sắp ra mắt VG, đối tác truyền thông chính thức để có thể trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính Colos DHA Cộng, thông minh, sáng trí, đề kháng khỏe đã đồng hành với chương trình năm nay. Và bây giờ Thám Minzy thay mặt cho Nhanh Như Chớp Nhí cũng như là tất cả các bạn thí sinh, tất cả các đội trưởng và các quý vị khán giả đang ở phía sau, xin được gửi tới mọi người lời chúc mừng năm mới.